MC xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, theo hãng tin AB, vào ngày hôm qua 28 tháng 7 năm 2023, quân đội Trung Quốc đã cho nổ tung một con đê ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam để giải phóng nước lũ. Theo AB, quân đội Trung Quốc đã cho nổ đê ở thành phố Lạc Dương vào tối ngày hôm qua theo giờ địa phương. Mục đích là để giải phóng nước lũ, đe dọa Hà Nam, một trong những tỉnh đông dân cư nhất của Trung Quốc. Động thái trên được thực hiện giữa thời điểm thành phố Lạc Dương, thủ phủ tỉnh Hà Nam bị ngập lụt nghiêm trọng do các trận mưa xối xả biến đường phố thành sông và một tàu điện ngầm chìm trong dòng nước lũ. Trước đó, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA xác nhận bão đã làm hư hại đê Lưu Hong gần thành phố Lạc Dương, đồng thời cảnh báo nó có thể sập bất cứ lúc nào khi xuất hiện vết nứt dài 20 mét. Trong cùng ngày, đài CVTN báo cáo đê Guangxiyui gần thành phố Lạc Dương đã bị vỡ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố một số dòng sông đã vượt quá mức giám sát, một số đê đã bị vỡ, trong khi một số tuyến đường sắt ngừng hoạt động và các chuyến bay bị hủy bỏ, gây thương vong và tổn thất tài sản nặng nề. Nỗ lực phòng chống lũ lụt đang trở nên hết sức khó khăn. Tính đến ngày hôm qua, nhà chức trách tỉnh Hà Nam báo cáo 25 trường hợp tử vong do lũ lụt, trong khi 7 người vẫn mất tích, trong đó có 2 trẻ em. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, nước vẫn dâng cao ở nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mưa trút xuống không ngừng tại thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam, theo tờ báo Thời báo Hoàn Cầu đưa tin. Người đứng đầu cơ quan khí tượng địa phương Zhao Jiabiao bị nước lũ cuốn trôi nhưng may mắn được người qua đường giải cứu. Lũ lụt lớn đã khiến một người chết, hai người mất tích và 3.620 người phải sơ tán ở thành phố này do mưa lớn chưa từng có. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã gửi một tổ công tác đến tỉnh Hà Nam, đồng thời kích hoạt mức cứu hộ khẩn cấp cấp 3. Hiện tại, khoảng 849 người đã được giải cứu và 1.500 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Kể từ lúc 7 giờ sáng ngày hôm trước, gần 200.000 người đã được sơ tán khẩn cấp ở thành phố Lạc Dương. Ít nhất 30 hồ chứa lớn và vừa ở tỉnh Hà Nam đã vượt mức lũ giới hạn do lũ lụt nghiêm trọng. Kính thưa quý vị khán giả, trong trường hợp khẩn cấp, khi nước lũ dâng cao và bờ đê có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào, tất cả những chính quyền trên thế giới đều có thể đưa ra một lựa chọn phá hoặc phá một đoạn đê nào đó để làm giảm thiệt hại xuống đến mức thấp nhất. Biện pháp này đơn giản và khá hiệu quả nên rất được sự đồng thuận của người dân trong tâm lũ. Những ai là người ở tâm lũ đều biết rất rõ chuyện này. Mưa lũ ở Việt Nam gần như chỉ xảy ra ở miền Trung là chính. Các tỉnh phía Bắc lác đác xảy ra nhưng ít hơn và không ở cấp độ nguy hiểm. Tuy nhiên, các nước Trung Quốc, người hàng xóm kế bên của Việt Nam lại đang trải qua 28 năm chịu cảnh lũ lụt kinh hoàng. Có thể nói, bắt đầu từ năm 1994, khi chính quyền Giang Trạch Dân cho xây dựng con đập Tam Hiệp, thì tai họa lũ lụt xảy ra triền miên. Điều mà người Trung Quốc lo lắng là lũ lụt tăng cao theo cấp độ số cộng, tính theo hàng năm. Có nghĩa, năm nay lũ lụt sẽ lớn hơn năm trước. Nguyên nhân chính là do con đập Tam Hiệp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn gọi là niềm tự hào dân tộc trong mấy năm nay. Chính quyền Trung Quốc đã áp dụng kế hoạch phá đê để cứu lấy những khu vực quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng chẳng có nơi nào quan trọng hơn nơi nào ngoài thủ đô của nước đó ra. Bởi thủ đô là nơi tập trung tất cả các cơ quan đầu não quan trọng của quốc gia, còn lại là bằng nhau. Bởi người dân ở tỉnh thành nào cũng giống nhau cả, ai cũng có một cái mạng. Vì thế không thể nói rằng cứu tỉnh này mà hủy hoại người dân của tỉnh kia. Dưới con mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc thì người dân chưa phải là điều to lớn. Cái quan trọng nhất và to lớn nhất chính là những di sản văn hóa của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Ông Tập Cận Bình đã nói điều này và ra lệnh cho chính quyền tỉnh Sơn Tây phải cứu hơn 50.000 di sản cổ vật, chứ ông ta không nhắc đến chuyện cứu người. Một vấn đề thuộc về nhân cách của ông Tập nữa là ông ta không cho quân đội thông báo trước cho chính quyền sẽ cho phá đê ở đâu, vào giờ giấc nào. Bởi vậy, sự kiện thiệt hại về người và của là vô cùng lớn. Nhiều người sẽ không tin về chuyện này nhưng đó lại là sự thật. Đơn giản là vì khi thông báo sẽ phá đê ở một quận nào đó thì người dân khu vực đó sẽ nổi loạn bởi chính quyền không thể đưa ra lý do chính đáng. Người dân sẽ đặt câu hỏi tại sao không phá ở đoạn này hoặc là đoạn kia, hoặc để nó tự vỡ. Và đương nhiên, ông Tập và cả đảng của ông ta sẽ không có câu trả lời thích đáng cho người dân. Mưa lũ vẫn đang hoành hành trên đất nước tỷ dân và người dân trong tâm lũ mới là những người thấm nỗi khổ cực nhất. Kể từ chuyện mưa lũ triền miên, tất nhiên sẽ dẫn đến sạt lở đất và động đất. Hơn thế nữa, động đất lớn sẽ xảy ra, sóng thần và gây tai họa không thể cứu chữa được.
thế giới có lẽ đã nhầm lẫn khi cho rằng đất nước Trung Quốc đang có nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Điều này là do những nhà kinh tế học dựa trên sách vở mà tính ra. Nó cũng giống như một ông quan chức nào đó ở Việt Nam nói rằng người bán vé số ở Việt Nam có thu nhập đến hơn 300 triệu đồng trên một tháng. Họ chỉ ngồi đó tính trên sách vở chứ có đi sâu vào thực tế đâu mà biết. Bởi vậy, nhiều người trên đất nước giàu có thứ hai trên thế giới đang lâm vào cảnh chết đói chết khát. Không ai biết lũ lụt cũng đang mang đến dịch bệnh và người trong tâm lũ chẳng lấy đâu ra thuốc men để trị bệnh. Đây là một thực tế rất phũ phàng, đã được chứng minh qua một số video đăng chui trên mạng xã hội. Kính thưa quý khán giả, cũng liên quan đến chuyện sống còn của con đập Tam Hiệp, vào hồi năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã cho phá vỡ một đoạn đê để cứu người dân tỉnh Hà Nam. Cách làm này đúng và rất hay, nhưng vẫn bị cả thế giới phản đối kịch liệt. Tại sao họ lại phản đối như vậy? Đây là câu hỏi thắc mắc của nhiều người và được phóng viên của người Đài Loan trả lời như sau. Chính quyền Trung Quốc biết rõ là con sông Dương Tử không thể cứu chữa khi mực nước dâng quá cao. Sau mấy tháng trời mưa lũ, người dân đã bồng bế nhau rời khỏi quê hương đi lánh nạn, nhưng đã bị chính quyền Trung Quốc bắt đi tù về tội làm hoang mang lòng dân. Nói ngắn gọn, chính quyền Trung Quốc không cho dân di rời khỏi quê hương, ở đâu thì ở tại đó, bất kể người nào cũng chỉ cần dọn đồ đi di tản là bị bắt tù. Đến khi nước dâng quá cao, bờ đê không chịu nổi sức công phá của nước, thì lúc đó chính quyền lại cho nổ mìn, nổ tung một đoạn đê để hy sinh tính mạng của hàng chục ngàn người dân. Đáng ra, chính quyền Trung Quốc phải cho họ tùy nghi di tản trước khi đê vỡ, hoặc phải thông báo trước một ngày cho người dân chạy khỏi nơi đó. Nhưng sự cố chấp cứ nghĩ rằng sẽ chống đỡ được và cầu mong ông trời không đổ mưa nữa, nên hậu quả cuối cùng gây ra thật thảm khốc. Kính thưa quý khán giả, có lẽ khó có thể tin được đất nước Trung Quốc lại xảy ra nhiều tai họa đến thế. Tính từ cuối tháng 1 cho tới nay, vào thời gian đỉnh điểm của những trận mưa lũ, tỉnh Phúc Kiến đã phải chịu đựng một trận sóng thần khủng khiếp cao lên 40m và tấn công cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người. Tiếp theo đó là hai trận động đất kép ở thị trấn Hua Rin trên bờ đê đập Tam Hiệp. Ngoài ra, ở nhiều tỉnh thành miền Trung Trung Quốc và miền Nam cũng hứng chịu nhiều thiên tai khủng khiếp. Theo con số thống kê sơ bộ, chỉ qua gần một tháng mùa mưa, đất nước này đã chịu thiệt hại về số người chết và mất tích gấp 3 lần 3 năm trở lại đây. Tài sản bị thiệt hại cũng gấp nhiều lần so với hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các cơ quan dự báo thời tiết, dự báo động đất, sóng thần vẫn cảnh báo sẽ còn nhiều thiên tai thảm họa khác đang chờ đất nước Trung Quốc ở phía trước. Kính thưa quý vị, vào trung tuần tháng 7 vừa qua, các nhà khoa học Trung Quốc đã có buổi thảo luận để tìm ra nguyên nhân những thảm họa đang xảy ra trên đất nước Trung Quốc. Đây là cuộc họp do tiến sĩ Yaxi Yao đề xuất và đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ý. Tiến sĩ Yao là một người tài giỏi và được các nhà khoa học Trung Quốc rất sùng bái về những phát hiện của ông. Nhiều đề tài nghiên cứu thành công ngoài sức mong đợi của các nhà khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không thiên về một đề tài như động đất, sóng thần, mưa lũ hay bất cứ đề tài nào khác. Nhà khoa học tài ba này nghiên cứu cả về người ngoài hành tinh, vũ trụ và các loại vũ khí mới. Người ta gọi ông là người ngoài hành tinh bởi chỉ số IQ của ông cao gấp 2 lần so với các nhà khoa học khác. Theo nhiều nguồn tin, một ngày ông chỉ ngủ có 3 tiếng, thậm chí 2 ngày đêm ông không ngủ nhưng nó vẫn hoạt động bình thường. Một điều giỏi nhất của nhà khoa học này là ông chịu sự chi phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những công việc của ông đều nghe theo sự chỉ đạo của Tập Cận Bình. Tài năng của ông khiến cho Tập Cận Bình và quan chức Trung Quốc phải kính nể khi 90% vũ khí mới của Trung Quốc đều do ông phát minh ra. Trong những năm trở lại đây, mưa lũ, bão lụt triền miên cộng với các thiên tai động đất, sóng thần khiến cho người dân Trung Quốc sống trong nỗi hoang mang cực độ. Đầu tiên, các nhà khoa học này khẳng định chỉ từ khi con đập Tam Hiệp được xây dựng và đi vào hoạt động vào năm 1994 cho đến nay thì thời tiết cực đoan mới xuất hiện ở Trung Quốc và đặc biệt là ở vùng hạ lưu sông Dương Tử. Điều này cho thấy tất cả những thảm họa kéo dài những năm qua do con đập này gây ra, người Trung Quốc thì xét theo thuyết duy tâm vì con người đã chống lại ý trời, bức dòng sông và thiên nhiên phải đi theo ý con người. Nhưng các nhà khoa học đã gạt bỏ khả năng thuyết duy tâm ra bên ngoài, bởi đối diện với Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần, không có bất cứ ý trời hay đất ở đây. Nhưng người giúp việc của vị tiến sĩ này đã khẳng định rằng ông ấy đã cắt bớt phần khắc phục hậu quả vì sợ ông Tập Cận Bình nổi giận. Chỉ có cách như vậy ngôi vị của ông ấy mới giữ vững được, dù ông ấy không dám nói ra. Có một cách khác mà mọi người ngầm hiểu rằng chỉ cần đưa ra những nguyên nhân tại sao nhiều thảm họa xảy ra với người Trung Quốc thì ông Tập Cận Bình và đảng phái của ông ta sẽ tự nghĩ ra cách khắc phục nó như thế nào. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Tập Cận Bình sẽ nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề nhưng vẫn bảo lưu chú ý của mình
và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đập Tam Hiệp là niềm tự hào của đất nước Trung Quốc bởi nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới. Dễ gì mà phá bỏ, nếu phá bỏ thì khác nào tự thừa nhận với thế giới là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai lầm quá lớn khi xây dựng con đập này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ bản tin 24 giờ. Hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.